Tổng kho nội thất Gia Hưng tuyển đại lý. Nhập hàng tại tổng kho không lo về giá. Hàng đẹp giá tốt, chốt giao ngày. Liên hệ hotline hoặc Zalo 0911 55 0059. Vingroup sẽ thoái vốn Vincom Retail. Vingroup quyết định thoái toàn bộ sở hữu tại công ty đầu tư và phát triển thương mại SDI. Từ đó gián tiếp bán cổ phần và chỉ còn giữ 18,8% vốn tại Vincom Retail. Tập đoàn Vingroup VIC vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc tập đoàn và các công ty con sẽ bán phần vốn góp lên tới 100% vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại SDI. SDI là công ty sở hữu trên 99% vốn điều lệ của công ty kinh doanh thương mại Sado, cổ đông lớn của Vincom Retail. Giao dịch dự kiến thực hiện từ tháng 3 đến quý 3 năm 2024. Sau khi giao dịch này hoàn tất, SDI, Sado và Vincom Retail không còn là công ty con của Vingroup. Về lý do bán Vincom Retail, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vingroup cho biết, đây là thời điểm cần tập trung mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ Vingroup và các thương hiệu trọng điểm có tiềm năng tăng trưởng cao. Để thực hiện bằng được sứ mệnh này, chúng tôi sẽ dồn toàn lực, nhất là nguồn lực tài chính để tạo đà phát triển đột phá trong giai đoạn bước ngoặt tiếp theo, ông nói. Ông Quang cũng khẳng định không có chuyện phía sau sứ mệnh nói trên là động thái thâu tóm đất vàng của các trung tâm thương mại để biến thành dự án nhà ở như một số ý kiến. Đây là sự suy diễn vô căn cứ và thiếu thực tế, ông nói. Các trung tâm thương mại đều được xây dựng theo đúng quy hoạch với mục đích sử dụng rõ ràng là đất thương mại dịch vụ. Không ai có thể tùy tiện đập đi xây nhà, phá vỡ quy hoạch của cả khu đất xây trung tâm thương mại lẫn tổng thể dự án. Việc này là hoàn toàn bất khả thi về mặt pháp lý lẫn thực tế, CEO Vingroup cho hay. Đại diện Vingroup cũng cho biết, sau khi thoái vốn, không có thay đổi nào trong mô hình tổ chức, quản lý, vận hành của Vincom Retail. Vingroup sẽ ký hợp đồng quản lý với Vincom Retail. Theo đó, tập đoàn này sẽ thay mặt quản lý hoạt động của các trung tâm thương mại, quyền lợi của các khách thuê, chủ gian hàng vẫn được đảm bảo. Sado là cổ đông lớn nhất của Vincom Retail với sở hữu hơn 940 triệu cổ phiếu, tương đương 41,5% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này nắm cổ phần lớn nhất tại công ty phụ trách mảng bất động sản bán lẻ của Vingroup từ đầu năm 2021 sau khi sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và phát triển đô thị Nam Hà Nội. Vingroup hiện sở hữu 18,37% vốn điều lệ, tương ứng 18,82% quyền biểu quyết của Vincom Retail. Vincom Retail là đơn vị phụ trách mảng bất động sản bán lẻ của Vingroup. Sau thoái vốn tại đây, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn 6 mảng kinh doanh chính, gồm kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch, giải trí, y tế, giáo dục, sản xuất và những hoạt động khác. Đóng góp chính vào doanh thu hơn 6,5 tỷ USD của Vingroup năm trước là mảng bất động sản và xe điện. Kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản mang lại cho tập đoàn này hơn 94.300 tỷ đồng doanh thu, gần gấp đôi so với năm 2022. Mảng sản xuất tăng trưởng còn cao hơn với hơn 28.400 tỷ đồng doanh thu so với mức hơn 13.000 tỷ của năm trước. Bất động sản cũng là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất với lãi dòng hợp nhất năm 2023 của Vinhome, công ty con phụ trách mảng bất động sản đạt 33.287 tỷ đồng, tăng 14% và vượt kế hoạch năm đề ra. Con số này giúp bù đắp cho hoạt động sản xuất vốn đang chịu lỗ. Năm 2023, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 9.791 tỷ và 4.409 tỷ đồng, tăng 33% và 59% so với năm 2022. Công ty này hiện quản lý 83 trung tâm thương mại tại 44 tỉnh thành và dự kiến mở thêm 6 trung tâm trong năm nay. Từ VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tổng kho nội thất Gia Hưng, chuyên nội thất nhập khẩu, nội thất thông minh, tuyển đại lý phân phối trên toàn quốc. Với đa dạng các dòng sản phẩm, mức giá cam kết tại xưởng, chiết khấu sinh lời cao. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0911 55 0059. Địa chỉ A5 Sược 30A, đường số 1 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.